Ở vòng đấu thứ hai diễn ra vào cuối tuần, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có mặt tại sân vận động Pleiku, sự khán màn so tài giữa Hoàng Anh Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm kiếm bổ sung những nhân tố mới cho đội tuyển U23 Việt Nam. Vòng loại U23 châu Á là mục tiêu trước mắt và xa hơn, vòng loại World Cup 2022 là các giải đấu mà ông thầy Hàn Quốc rất chú trọng trong năm nay. Ở sân vận động Pleiku, nhân vật mà huấn luyện viên Park Hang-seo không thể bỏ qua chính là tiền vệ Tuấn Anh. Ngày khai mạc, đội trưởng của Hoàng Anh Gia Lai đã trở lại sân cỏ sau một thời gian dài điều trị chấn thương. Vòng 2 V-League sẽ bắt đầu với trận đấu sớm giữa Hải Phòng và Nam Định trong chiều ngày thứ Sáu. Đội chủ sân Lạch Tray, chủ nhà ở cuộc đối đầu này đã có liên tiếp những thông tin tích cực về nhân sự. Đầu tiên, chấn thương của Fagan ở ngày khai mạc đang tiến triển tốt và chân sút người Jamaica đủ điều kiện để có tên trong đội hình xuất phát vào ngày mai. Cùng với đó, một tiền đạo khác của Hải Phòng, tên Benjamin Billing đã hoàn tất ITC để có thể thi đấu từ vòng đấu này. Trái ngược với Hải Phòng, SHB Đà Nẵng lại thiệt quân trước chuyến làm khách đến sân của BKM Bình Dương ở vòng 2. Tiền vệ Dominic Smith được chẩn đoán bị gãy xương sườn sau một tình huống tranh bóng ở trận khai mạc với Viettel. Với chấn thương này, tân binh của đội chủ sân Hòa Xuân được dự báo phải nghỉ ít nhất là hết vòng 3.